Audi trân trọng kính chào quý khách. Dũng Audi, chợ ô tô số 1 Hải Dương. Xin được gửi lời chào tới toàn thể anh em trên mọi miền Tổ quốc. Chào mừng toàn thể anh em đã cùng quay trở lại với video ngày hôm nay. Dũng Audi sẽ lại lên sóng, review trực tiếp và giới thiệu tới toàn thể anh em về một trong những chiếc xe chất lượng đang cùng có mặt tại chợ ô tô số 1 Hải Dương của chúng tôi. Trước mắt toàn thể anh em đang là chiếc Toyota Corolla Altis đời 2011, được trang bị động cơ 1.8G. Giá tiền hiện tại của Toyota Corolla Altis 1.8 đời 2011 là 435 triệu đồng. Xin mời toàn thể anh em sẽ cùng dạo qua một vòng để cùng theo dõi về toàn bộ tổng thành, form dáng, ngoại thất, màu sơn của chiếc Toyota Corolla Altis. Một chiếc xe với diện mạo rất tuyệt vời, form dáng đẹp, thân gầm chắc chắn. Nước sơn bên ngoài còn rất mới và đẹp. Chỉ với 435 triệu đồng thôi, anh chị em sẽ sở hữu được về cho mình và gia đình một chiếc xe với đầy đủ các tính năng vô cùng tuyệt vời. Tổng thành, form dáng và tất cả mọi thứ đều trông rất đẹp. Sau khi dạo qua một vòng để cùng chiêm ngưỡng toàn bộ chiếc xe, thì ngay bây giờ đây xin mời toàn thể anh em sẽ cùng đến với những chi tiết và những điểm đặc biệt được trang bị trên chiếc Toyota Corolla Altis. Xe được trang bị 4 la răng đúc, 4 phanh ABS chống bó cứng phanh, an toàn trên các cung đường. Xi nhan của xe được tích hợp trên gương. Tay nắm cửa mạ chrome. Ốp viền mạ chrome từ đầu xe cho tới cuối xe. Đó, trên cánh cửa đấy ạ. Toàn bộ ốp viền mạ chrome. Ở phía dưới này nữa, ngang thân xe. Bên trong của Toyota Corolla Altis thì được trang bị những gì? Đầu tiên xin được giới thiệu cùng toàn thể anh em, đó chính là hệ thống gương kính chỉnh điện cụm điện tự động. Ghế của xe cũng được chỉnh điện. Đây ạ, đây là 3 chế độ chỉnh ghế. 3 chế độ chỉnh ghế. Bàn phím của xe được tích hợp trên vô lăng. Táp ly, táp lô 2 màu. Màu đen và màu ghi xám. Ghế da màu ghi xám ạ. Đây là ghế da màu ghi xám. Trần nỉ nguyên bản. Ở đây được trang bị đầu DVD theo xe. Một màn hình cảm ứng Android. Tích hợp camera lùi. Công nghệ 4.0. Nghe nhạc, xem phim, bản đồ chỉ đường. Định vị GPS. Và hệ thống điều hòa, hệ thống hỗ trợ dừng đỗ khẩn cấp, hộp số tự động zích zắc, động cơ 1.8G. Bên trong thì rất rộng rãi, đảm bảo sự thoải mái cho người sử dụng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với từng chi tiết nhỏ để xem rằng chiếc xe của chúng ta có còn zin hay không, có bị va quẹt đâm đụng hay không. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra tới phần là cửa của cánh lái. Đầu tiên đây ạ, đai ốc còn nguyên ạ. Đai ốc của xe. Tiếp đến chúng ta sẽ cùng kiểm tra phần keo chỉ. Ở đây toàn bộ lớp chỉ ở bên trong đều được bảo vệ bởi lớp keo bên ngoài. Lớp keo của chúng ta còn rất mới, độ đàn hồi còn rất tốt. Đây ạ, keo chỉ bên trong zin. Một đường thẳng tắp từ đầu tới cuối. Lớp keo ở phía bên trên đây ạ, ăn khít. Độ đàn hồi tốt, không mối mọt, không nứt gãy. Bên trong đây cũng vậy. Toàn bộ chi tiết lớp keo đều còn rất mới, độ đàn hồi rất tốt. Không mất đi đâu một phân chỉ một đoạn keo là hết. Đấy, tiếng đóng mở rất êm tai. Tiếp đến, chúng ta sẽ cùng kiểm tra tới phần cánh sau. Cửa sau của cánh lái đấy ạ. Đai ốc đấy ạ. Phần keo bên ngoài đấy ạ. Đó. Toàn bộ lớp keo còn nguyên vẹn. Vô cùng ăn khít. Bảo vệ cho lớp chỉ bên trong.
mọi thứ còn rất tuyệt vời. Không mối mọt, không nứt gãy. Tiếng đóng mở nhẹ nhàng. Bốn la răng đúc, bốn phanh ABS. Phía sau xe thì xe cũng được trang bị cảm biến phía sau xe, phát tín hiệu cảnh báo khi chúng ta gặp chướng ngại vật trên đường, khi lùi. Camera lùi. Đây là phần cốp phía sau. Vâng. Cốp phía sau rất rộng rãi, bên trong là chứa toàn bộ áo ghế. Đấy. Chủ nhân độ thêm bộ áo ghế ở đây để cho tất cả anh em có được cái nhìn về nội thất bên trong, thì em đã bỏ cái áo ghế này ra. Anh chị em mua xe sẽ sở hữu được về cho gia đình bộ áo ghế này. Rất đẹp. Đây ạ. Đấy, chi tiết bên trong còn rất mới. Cực kỳ đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ cùng kiểm tra tới phần đai ốc ở nắp cốp phía sau. Đây là đai ốc phía sau, chưa mở luôn. Đây phần keo bên ngoài bảo vệ đây, vẫn còn nguyên ạ. Phần keo phía sau. Một chiếc xe còn nguyên keo chỉ. Đấy, keo bảo vệ bên ngoài, đai ốc đây ạ. Đây là phần keo chỉ bên trong này. Sờ rất là mịn màng, rất là êm tay. Một chiếc xe rất đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ cùng kiểm tra tới phần keo ở máng nước. Đây ạ. Độ ăn khít còn rất tốt. Lớp keo độ đàn hồi cực tốt ạ. Trông vẫn còn rất mới. Không mối mọt, không nứt gãy ạ. Chắc chắn rằng là sẽ không có hiện tượng thẩm thấu nước vào bên trong cốp của chúng ta được anh chị em nhé. Đài ốc đây ạ. Tất cả đài ốc còn rất đẹp. Sau khi tham quan một vòng cốp xe thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những phần còn lại. Đây là phần cánh phụ, phần cửa sau của cánh phụ ạ. Đài ốc để đấy, rõ không ạ? Một chiếc xe chất lượng như này chúng ta sẽ review từng chi tiết một. Đây là lớp keo bên ngoài. Riêng lớp chỉ bên trong được bảo vệ nguyên vẹn. Sau lớp keo còn rất mới, rất đẹp này. Đó. Bên trong đây cũng vậy. Keo chỉ zin ạ. Đóng mở rất nhẹ nhàng, rất êm tai. Sau gần chục năm sử dụng, chiếc xe của chúng ta cũng còn giữ được gần như là nguyên bản. Đài ốc đây. Đây là phần keo. Đây là phần chỉ của xe. Rất mịn màng anh chị em nhé. Trên này cũng vậy. Bên trong xe đây ạ. Rất tuyệt vời. Và cuối cùng, chúng ta sẽ cùng kiểm tra tới phần nắp capo cũng như phần động cơ của xe. Xin được giới thiệu tới toàn thể anh em, đây là toàn bộ phần động cơ cũng như phần nắp capo của xe. Và như thường lệ thì chúng ta vẫn sẽ đi kiểm tra từng phần một. Đầu tiên chúng ta vẫn sẽ kiểm tra đến phần đai ốc. Đây là phần đai ốc chưa bung mở này. Đấy ạ. Còn rất mới. Phần keo chỉ của xe này. Đó, anh chị em thấy không ạ? Miết một đường thẳng tắp, không gợn tay. Keo chỉ mịn màng. Rất đẹp. Các anh chị phải sờ tận tay, nhìn tận mắt thì mới biết được rằng là chiếc xe này toàn bộ phần keo chỉ của nó còn đẹp như thế nào. Đó. Rất mịn màng luôn ạ. Đã có em ở đây để cảm nhận hộ anh chị rồi. Đây ạ, đây là phần đai ốc ạ. Tất cả còn nguyên bản. Tiếp đến chúng ta sẽ cùng kiểm tra tới phần đai ốc ở trong tai xe. Đây là phần tai xe ạ. Hơi tối một chút nhưng mà lấy như anh chị ở đây cho anh chị nhìn thấy rằng xe vẫn còn rất là đẹp. Đai ốc chưa bung mở luôn. Bên ngoài đây ạ, đai ốc bên ngoài. Phần ụ giảm sóc, tất cả mọi thứ đều
Đài ốc còn rất đẹp, keo chỉ còn mịn màng. Đó, tất cả mọi chi tiết đều còn rất đẹp anh chị em nhé. Đây ạ, phần thân rằng, phần cái chassis, tất cả mọi thứ ở bên trong đây đều còn rất tuyệt vời. Tiếp đến chúng ta sẽ cùng kiểm tra tới phần động cơ của xe. Xe được trang bị động cơ 1.8. Đây là toàn bộ những chi tiết bên trong của phần động cơ. Anh chị em thấy không ạ? Từng chi tiết điện đây còn nguyên bản này. Đó. Đai ốc này. Ốc máy này là không thể thay thế được luôn. Rất đẹp luôn. Những cái tấm bảo vệ bên ngoài như lớp phào này đó. Rất đẹp. Doang phớt. Đây ạ. Doang phớt của nguyên bản. Không có hiện tượng da dầu chảy dầu bên trong, rất là khô thoáng anh chị em nhá. Đó. Rất tuyệt vời. Ắc quy đây ạ. Vâng. Vừa rồi sau khi chúng ta review toàn bộ những chi tiết về nội thất, ngoại thất, thưa toàn thể anh chị em, vừa rồi sau khi chúng ta review toàn bộ những chi tiết về ngoại thất, nội thất và những trang thiết bị trên xe, chúng ta có thể đi đến một kết luận rằng đây là một chiếc xe còn rất mới, rất đẹp, chủ nhân giữ gìn, vâng ạ. Tất cả những chi tiết gần như còn nguyên bản. Anh chị em nếu yêu thích chiếc xe này, có thể xem xe trực tiếp, lái thử xe trực tiếp và trải nghiệm tại địa chỉ lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Anh chị em ở xa cũng có thể liên hệ trực tiếp với Dũng Audi thông qua số hotline hoặc nhắn tin qua Zalo 0855 966 966. Dũng Audi sẽ có những tư vấn cụ thể, giải đáp mọi nhu cầu thắc mắc cho toàn thể anh em, gửi hình ảnh, gửi video báo giá đến toàn thể anh em trên mọi miền tổ quốc. Anh em nào chưa đăng ký kênh, vui lòng nhấn nút đăng ký kênh để nhận được những thông báo mỗi khi Dũng Audi lên sóng trong 20 giờ hàng ngày. Buổi trưa từ 11 giờ cho tới 12 giờ, buổi tối từ 20 giờ cho tới 21 giờ. Dũng Audi xin được cảm ơn mọi tình cảm ủng hộ của toàn thể anh em trên mọi miền Tổ quốc đã dành cho Dũng Audi trong suốt những năm tháng vừa qua. Video ngày hôm nay xin phép được kết thúc tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể anh em trong những video tiếp theo. Dũng Audi trân trọng kính chào quý